không dám nhận thầy đâu, à, giúp em thôi, chia sẻ giúp em thôi. Xe mấy chục đi làm có đâu hết đây. Gửi em con này này. À, đây là mẫu bắp đời 209S, số sàn máy 0.8 thôi. Đấy, xe này nó ăn không như xe máy, nhưng mà lại nó lại được 5 chỗ ngồi nha, điều hòa mát lạnh. Anh nhìn cái vẻ ngoài đúng em, tất cả những đường gân buộc của xe vẫn còn khá nét đúng không? Đó, form dáng đẹp. Hôm nay ô tô Hải Dương xin kính chào toàn thể quý khách nhé. Trong buổi báo giá ngày hôm nay thì em Hương lại lên sóng cũng như là báo giá rất là nhiều đầu xe đang được tạo bán bên em Lê Hương ô tô Hải Dương. Em chào anh Lương Đình này, chào anh Nguyễn Hoàng Anh. Số hotline Hương sẽ ghi ở đây ạ, 0354602790. Bác nào quan tâm về mẫu xe nào thì kết nối trực tiếp cho em hoặc đến với địa chỉ 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương để xem xe và chạy thử để cảm nhận được chất lượng xe nha. Em chào anh Quân Dương ạ. Chia sẻ cho em Lê Hương lên các trang cá nhân và hội nhóm cho em đi ạ. Chào Cường Quất nhé. Bên em thì hôm nay về thêm một dàn xe CDX giá rẻ này. Xe nhập khẩu số tự động nhưng mà giá chỉ có từ 235 cho đến 270 triệu thôi là các bác có thể mua được xe CDX nhập khẩu số tự động đẹp, động cơ trang bị 1.6 nhé. Em có Vios số tự động anh Nicotine nhá. Anh Nicotine ơi, em có Vios số tự động đời 2015. Màu đen đẹp, độ lên body kit đợi em một chút ạ. Để em đi báo giá, buổi báo giá ngày hôm nay em xin phép mặc áo nắng này. Các bác ơi, chia sẻ nhiệt tình lên cho em Hương đi ạ. Chia sẻ cộng mua xe là sẽ được giá cực kỳ ưu đãi luôn. Vios số tự động bản G, điều hòa auto, độ lên body kit cực xinh luôn. Em chào bác Long Giang, chào bác Thơm Lê nè. 20 khách hàng rồi, em xin phép được quay sang cam sau đây để đi báo giá, buổi báo giá trực tiếp ngày hôm nay. Em chào anh Nguyễn Nhàn này. Ok anh Nicotine ơi, em đợi em một chút nào, bắt đầu đi, em sẽ đi báo giá đây. Đầu tiên sẽ là một chiếc xe Vios đời 2015 bản G số tự động đẹp. Em đang chào bán với giá là 418 triệu, xin phép đội cái lón vào đã. 4. Chào người đẹp, em cảm ơn bác Thơm Lê. Các bác thấy không này, bên em lại đang bắt đầu bắn thêm những cái lưới này để chống nóng này. Còn đây sẽ là chiếc xe Vios của em Hương đây ạ. Anh Nicotine ơi, Vios đời 2015 bản G xịn, động cơ trang bị 1.5, số tự động đẹp với lớp sơn màu đen, zin đẹp toàn xe, zin từ nội thất cho đến sơn si cho đến máy số nhé. 418 triệu cho chiếc xe Vios đời 2015 bản G. Lên màn hình giải trí à, em này thì vẫn giữ được ghế da zin. Ghế da zin xịn đẹp luôn. Độ lên body kit cực xinh luôn nhé. Độ hết lên body kit rồi. Nhìn một chiếc xe Vios, bình thường nếu như Vios là một trong những cái phong cách nó trầm ổn thì đến với em Lê Hương Vios các bác có thể trải nghiệm được phong cách rất là thể thao luôn. Độ lên body kit cực xinh này, biển 34 tư nhân Hải Dương sử dụng. 418 triệu trong buổi báo giá ngày hôm nay, em để cho mình còn 408 triệu bao rút hồ sơ cho mình. Lên các bác ơi, chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương đi ạ. Anh ơi, em gần tí em đưa. Có. Em ra một tí em vào đưa cho anh. Chia sẻ nhiệt tình cho em lại em. Muốn mua trả góp sẽ tầm 200 triệu. Em chào bác Chí Cường, chào bác Cao Thị Diễm Trang, chào anh Oppa Trung Seoul nào. Khách hàng thân yêu của em Hương ơi, bác Phương Hoành ơi, bác Bố Dưỡng ơi, chia sẻ nhiệt tình cho em nào. Hôm nay thì em đang làm lại cái phần bên này nên là đánh hết xe khu vực này ra ngoài rồi. Nên bây giờ ra ngoài là rất là lắng này. Cảm ơn anh Trung Seoul Oppa ơi, chia sẻ cho em nhé. Một chiếc xe thể thao, độ lên la răng cực chất, đèn bi salon và có dải đèn led biển 38 này. Các bác nhìn này, một phân khúc xe sedan 2 đầu, một siêu phẩm CDX nhá. CDX nhập khẩu số tự động đời 2009. Lên đèn bi salon rồi, nếu như mà các bác đi chiếc xe này ra ngoài thì rất là nhiều khách hàng quan tâm này. 250 triệu cho siêu phẩm CDX đời 2009 của em Hương đây ạ. Động cơ trang bị là 1.6 nhá các bác nhìn này. Mặt la răng nó lại rất là đẹp luôn, na răng đa chấu dạng tâm, một dàn lốp Michelin cực dày dặn cho em, phanh ABS chống bó cứng, xi nhan tích hợp ở trên gương, ở trên hông, có cửa sổ trời đầy đủ cho em này,
nội thất bên trong cũng cực kỳ là sạch sẽ và gọn gàng. À, em này thì được bác chủ cũ độ lên cái bộ ghế da rất là đẹp luôn. Thông hơi thoáng khí cho em nhé. Màn hình OLED đề lồ thông minh start top đầy đủ cho em rồi. CDX nhập khẩu, sấy sưởi kính đầy đủ cho em. 250 triệu đời 2009 này. Phong cách thể thao cho những bác nào có tài chính kinh tế hạn hẹp vẫn muốn sở hữu một chiếc xe đẹp nhập khẩu này. Nắp hết nippo rồi. Đằng sau trang bị cho em là 4 mắt cảm biến, 1 mắt cam lùi. Lên mặt la răng đa chấu dạng tâm cực kỳ đẹp này. CDX 2009 250 triệu. Trong buổi báo giá ngày hôm nay em để cho mình còn 290 triệu. Kết nối Zalo cho em đi ạ. 0354602790. Chào em xinh gái đẹp nhé. Em cảm ơn anh Triệu Lông, chào anh Trình Lê, chào bác Hữu Mai, chào anh Nguyễn Thạ Tuấn này, chào anh Khang Vũ, chào bác Ngọc Anh và chào bác Phạm Minh Anh. Chào tất cả khách hàng thân yêu của em Lê Hương ạ. Quan tâm thì để lại số điện thoại em tư vấn cho mình nhé. Bên đây thì em còn có một siêu phẩm đến từ nhà Mitsubishi. Nếu như nhìn phong cách bên ngoài thì nó rất giống với dòng xe i10, nhưng đây là dòng Mitsubishi nhé, không phải dòng Hyundai đâu ạ. Đời 2016 số sàn, giá chào bán chỉ có 239 triệu cho chiếc xe Mirage. Mirage 239 triệu đời 2016 số sàn với lớp sơn màu trắng đẹp. Nhìn logo này các bác này, Mirage đến từ nhà Mitsubishi nhé các bác nhé. La răng thể thao một dàn lốp mới, xin nhan tích hợp chân hồng, form dáng nhỏ gọn, trắng mà xinh nhá. Trắng này còn xinh này, màn hình giải trí cỡ bé thôi, có túi khí an toàn rồi. Điều hòa cơ hai chiều lóng lạnh, em cảm ơn bác Trinh Lê. Bác Trinh Lê quan tâm mẫu xe là bên em Lê Hương ạ, để em sẽ quay chi tiết cho mình. Chúc shop buôn may bán đắt, cảm ơn bác My Kiều. Các bác ơi chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương đi ạ. Hôm nay xe đánh ra ngoài nhiều quá, em đứng bên ngoài trước này. Ở đây thì còn có một chiếc xe Hyundai biển 88 Vĩnh Phúc, một chiếc xe i10 bản nhập khẩu, số tự động đẹp đời 2017. Nếu như hai vợ chồng trẻ mà muốn mua xe tự động mà với cái tầm tiền trên 300 mà hai vợ chồng đều đi được thì đây nhá, i10 lồi đồng cối đá này, tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ, chi phí sửa chữa thấp và không sợ bị hỏng vặt đây. Biển 88 Vĩnh Phúc i10 2017, động cơ trang bị là 1.2. Em Hương đang chào bán với giá là 365 triệu. 365 triệu có phím mở một trạm thông minh, màn hình giải trí và có đề lồ thông minh start top rồi. Fortuner máy dầu 2011 em đang có một chiếc nhé. 2011 có này, 2013 có máy xăng nhé. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em Lê Hương đây ạ. Em chào bác Tạ Duy này. Bên đây thì em còn có một chiếc xe một chiếc xe i30. i30 bản CW, bản cao cấp nhất trong dòng i30 đây. Số tự động đẹp, bản nhập Hàn nguyên chiếc, sấy sợi kính, sấy sợi ghế này. Động cơ trang bị là 1.6. Giá chào bán chiếc xe i30 này em đang bán là 308 triệu. Số tự động đẹp, cửa lóc, sấy sợi kính, sấy sợi ghế đầy đủ cho em. 308 triệu trong buổi báo giá ngày hôm nay. Em để cho khách hàng nào chia sẻ cho em còn 300 triệu tròn, chốt trên livestream cho em đi ạ. Phanh ABS form dáng dài, hatchback không hề bị cụt đâu ạ. Nội thất bên trong sạch sẽ gọn gàng rồi, điều hòa em này là auto tự động đây ạ. 308 triệu trong buổi báo giá ngày hôm nay còn 300 triệu tròn. Em chào anh Lại Đình Tuấn, chào anh Ma Hải, chào anh Tạ Duy, anh Duy ơi chia sẻ nhiệt tình cho em gái lên nào. Ở đây bác nào quan tâm về i10 không ạ? i10 bản sedan. Fortuner máy dầu thì phải trên 500 một chút nhá anh Trình Lê nhá, em đang trên đường về. Chắc cũng phải tầm 525 hoặc 530 triệu đối với Fortuner máy dầu anh nhá. Ở đây em Hương có một chiếc xe i10 đời 2016 này, động cơ trang bị 1.2, giá chào bán chiếc xe i10 sedan 2 đầu bản thiếu này với giá là 255 triệu. 255 triệu cho chiếc xe i10 bản sedan 2 đầu đây ạ, chỉ có 255 triệu. Nhưng mà em vẫn bớt kịch sàn trên livestream cho mình, còn 245 triệu bao rút hồ sơ tới tất cả hàng nhà mình. i10 255 triệu đời 2016 đây ạ. Bên đây thì em còn có một chiếc xe 7 chỗ ngồi, số tự động đẹp đến từ thương hiệu Mazda, biển 15 Hải Phòng. Một chiếc xe Mazda Fremacy 7 chỗ ngồi, số tự động đây ạ. Giá chào bán chiếc xe này chỉ với giá là 158 triệu thôi. 158 triệu là có xe Mazda Fremacy đi rồi các bác ạ.
7 chỗ ngồi trên 100 triệu, gia đình nhà mình đông con, đông cháu đi quá là ok luôn. Chào bác Ba Ông, chào anh Trung, chào bác Nguyên Vũ. Các bác ơi, chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương đi ạ. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Vios này. Vios bản limo đời 2011 với lớp sơn màu trắng đẹp. Lê Hương có thu mua Innova không? Em có thu mua Innova anh nhá. Đời 2007 Innova em có thu mua. Kết nối qua Zalo cho em 0354602790. Nếu như xe không đâm xô, không ngập nước, chủ mã đầy đủ là em Hương sẽ mua cho mình với cái giá cao nhất thị trường luôn, sát giá nhất để các bác có động lực đổi xe lên đời xe nhé. Em chào anh Huỳnh Minh Hiếu, chào anh nuôi trọng này. Vios đời 2010 số tự động, đời 2011 số sàn, số nhất đời 2011 số sàn 210 triệu đồng với lớp sơn màu trắng đẹp, sơn si sạch sẽ, máy số thì cực ngon luôn. Bên đây thì em Hương về thêm một dàn Kia Morning này. Kia Morning số sàn đời 2016, nếu nói về Kia Morning thì em Hương có một dàn luôn. Kia Morning đời 2016 động cơ trang bị 1.2, giá chào bán là 215 triệu. 215 triệu là có Kia Morning đi rồi. Ở đây thì em Hương còn có một chiếc xe Tucson này. Em chào bác Lê Lâm, chào bác Đỗ Bắc Đình. Tucson đời 2012. Tucson 2012 máy xăng 2 cầu số tự động đẹp. Động cơ trang bị 2.0 biển Hà Nội nhé. Với lớp sơn màu đen đẹp. Xi nhan tích hợp chân gương, cửa sổ trời toàn cảnh. Có phím mở một trạm thông minh, điều hòa thì auto tự động. Ghế lái là chỉnh điện cho em nhé. Giá chào bán là 480 triệu cho chiếc Tucson máy xăng 2 cầu số tự động đẹp đây ạ. Tucson máy xăng 2 cầu số tự động đẹp 480 triệu trong buổi báo giá ngày hôm nay. Em để cho mình còn bao nhiêu nào? 470 triệu bao rút hồ sơ. Đẩy like, đẩy view nhiệt tình cho em Lê Hương chân dài đi các bác ơi. Chia sẻ nhiệt tình cho em đi ạ. Rất là nhiều dòng xe đang được chào bán bên em. Em chào anh Đỗ Đình Bắc. Chốt Innova 2015 anh Lê Lâm ơi. Cái giá mà em Lê Hương đã dành riêng cho anh Lâm là một cái giá cực kỳ yêu ái rồi. Đến nỗi mà em còn không dám báo giá như thế ở trên livestream thì anh phải biết rằng em quá là yêu ái cho bác rồi. Chốt luôn. Số tài khoản của em Lê Hương MB Quân đội 331031995888 cọc 20 triệu cho em đi ạ. Cọc trực tiếp trên livestream cho em. Chốt Innova 2015, mẫu xe lên body kit cực đẹp, độ quá là nhiều đồ chơi mà zin đẹp luôn. Ghế da vẫn là ghế da zin. Ở đây thì em còn có Spark này. Spark đời 2008 với động cơ trang bị 1.0. Giá chào bán chiếc Spark tập lái cho mình, giá chỉ có 78 triệu thôi. Nếu như và với cái thời tiết lắng mưa thất thường, đi ô tô đó là một trong những cái dòng xe, nó là một cái sự lựa chọn quá là hoàn hảo. Khi mà các bác bỏ tiền ra mua một chiếc xe máy thì chiếc xe ô tô của em Hương đáp ứng đầy đủ nhé. Màn hình giải trí đầy đủ cho em, điều hòa mát lạnh. Xe đăng ký 5 chỗ ngồi, có 78 triệu có Spark đi thay một chiếc xe máy cho em đây ạ. Rất là nhiều xe luôn, hôm nay em sẽ chơi ở bên ngoài tới bến cho mình luôn. Em chào anh Nguyễn Thành Trung nào. Vios không phải Innova, em biết anh Lâm Lê rồi. Chốt Vios 2015 cho em đi ạ. Vios 2015 số tự động đẹp, bản gò xịt, độ là body kit 418 triệu. Trên livestream bot luôn trực tiếp cho anh 10 triệu đồng, còn 408 triệu bao rút hồ sơ. Đến lấy xe xem xe trực tiếp đây. Cây xăng nhà em đây, phun bình xăng cho anh đi về luôn, ok chưa ạ? Cây xăng nhà em luôn đây các bác nhá. Đến đây lấy xem xe trực tiếp bot 10 triệu bao hồ sơ, vẫn phun bình cho các bác đi về này. Đấy, các bác thấy không ạ? Cây xăng nhà em đấy. Thích bác thích phun bao nhiêu thì em phun tuét là loe luôn. Chào bác Thúy Thuật này, chào bác Đoàn Lan Anh, chào bác Vũ Mạnh Trường. Chia sẻ nhiệt tình cho em Hương đi ạ. Bên đây thì em còn có một chiếc xe vừa mới về đây. Siêu phẩm Corona Antit biển 34 tư nhân Hải Dương sử dụng. Động cơ trang bị 1.8 số tự động đẹp. Corona Antit 365 triệu. Đời 2010 365 triệu một dàn lốp Michelin mới thay nhá. Đời 2010 thay lốp là quá ok rồi. Mới thay lốp này. Số tự động đẹp 2010 Corona Antit. Em này là lồi đồng cối đá đây, phá không sợ hỏng luôn. Để bên ngoài lên em quá cửa rồi.
Số tự động đẹp, ghế da màu kem, màn hình giải trí đầy đủ cho em rồi ạ. 365 triệu. Trong buổi báo giá ngày hôm nay còn 355 triệu. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi ạ. Ở bên ngoài em nhiều xe lắm này. Có bán tải Ford Ranger này, có Kia Morning này. Hôm nay em còn về thêm một siêu phẩm CDX đây. CDX biển 29A Daewoo CDX các bác nhá. Giá chào bán chiếc xe CDX đời 2011 với nước sơn màu trắng nhập khẩu đây ạ. 270 triệu cho chiếc xe CDX đây ạ. La răng 5 chấu, phanh ABS chống bó cứng rồi, cửa sổ trời đầy đủ cho em. Này các bác nhìn này, vừa mới về nhá. Màu trắng đẹp, đời 2011 em đang bán là 270 triệu. Nội thất bên trong quá là yêu luôn. Nhiều xe đẹp quá em ơi, em cảm ơn anh Cao Hùng. Các bác ơi, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Chào bác Trần Trí Kiên, chào anh Phước Nguyễn Thắng này. Lắng quá các bác ạ. Đây nhá, CDX em vừa mới về đây. Một dàn áo mới cực kỳ đẹp này. Tổ hợp phím bấm trên vôi lăng túi khí an toàn. Với cái tầm tiền trên 200 triệu thì CDX các bác ơi. Không mua CDX thì mua xe gì. 270 triệu còn 260 triệu bao rút hồ sơ. Động cơ trang bị 1.8 đây. CDX nhập khẩu nhá, 270 triệu. Chốt trên livestream còn 260 triệu thôi ạ. Rất là nhiều xe đẹp luôn. Phía sau xe CDX có này, bốn mắt cảm biến va chạm, lắp lipo rồi, cam lùi đầy đủ cho em. Xe thì cực đẹp mà giá thì quá là ok. Còn nếu như bác nào mà với cái tầm tiền chỉ có trên 100 triệu thôi, vẫn muốn đi xe nhập khẩu và đặc biệt là số tự động, thì em còn có một chiếc Spark đây. Spark siêu nhân đời 2011, đăng ký lăn bánh lần đầu là 2012. Với nước sơn màu trắng đẹp, tiền độ lên nó phải rơi đến vài chục triệu tiền đồ chơi các bác nhé. Nhưng ngày hôm nay em chỉ bán xe, không bán đồ độ, tặng luôn các bác đồ độ luôn. Độ lên la răng xương cá này, độ lên cánh gió này. Và bác này, bác em này được bác chủ cũ độ lên một cái em vô lăng. Có phải nói là cả cái Hải Dương không có chiếc thứ hai luôn. Độ lên vô lăng xịn sò các bác nhé. Một chiếc Spark đời 2011, đăng ký lăn bánh lần đầu là 2016. 155 triệu số tự động đẹp đây. Vô lăng thể thao, màn hình giải trí, lên la bàn, lên áp suất đầy đủ cho em rồi. Số tự động đẹp. Xe này đăng ký 2 chỗ ngồi, các bác có thể đi gia đình. Nếu như con bé có thể đi gia đình, 2 ghế trước, hàng ghế thứ sau thì các bác có thể chở sơn, chở ga, chở điều hòa, chở máy lạnh, cho vợ chủ shop đi lấy quần áo ạ. Giá chỉ có 155 triệu mua được xe tự động đi mà đồ chơi lên đến hàng vài chục triệu rồi. Riêng ngày hôm nay đồ chơi em tặng mình không, không tính tiền đồ chơi các bác nhé. Động cơ trang bị 1.0 Spark Van bản nhập khẩu đây. 2016 đăng ký lăn bánh nhé. 155 triệu chốt trên livestream ngày hôm nay em để cho mình còn 150 triệu thôi. Bao rút hồ sơ cho mình. Chia sẻ lên 100 khách hàng cho em Hương đi ạ. Em chào anh Hoàn Quảng, chào bác Gia Hân, cả bác Giang Vũ rất là nhiều. Chào anh Tạ Tiến, chào bác Vũ Hải này. Mồ hôi cho bác Cường Nhất nhé. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Bên đây thì em còn mới về thêm một chiếc xe Toyota Highlander. Đây không phải là xe bình thường đâu. Nếu như mà đi trước mặt thì nó gần như là một tòa nhà di động các bác ạ. Một tòa nhà di động với chiếc xe mà trước khi mua sợ phải rất là nhiều tỷ mới mua được. Thì trong ngày hôm nay một chiếc xe Toyota Highlander em bán cho mình với giá là bao nhiêu tiền? 866 triệu cho chiếc xe Highlander ạ. 866 triệu. Số tự động đẹp, lên màn hình giải trí rồi. Nhiều công nghệ, nhiều đồ chơi và có cam 360. Nếu chiếc xe này mà đi trước mặt em thì em quy đây là một chiếc xe là tòa nhà rồi. Hơn 800 triệu ngang với một tòa nhà rồi. Anh Phượng Vũ đồ cổ ơi, bình thường nếu như xe cỏ em bớt là bao nhiêu tiền? Em sẽ bớt là 5 triệu. Nhưng riêng anh Phượng Vũ đồ cổ em sẽ bớt cho anh 15 triệu. Một khách hàng quá là thân thương của em Lê Hương rồi, thường xuyên theo dõi buổi báo giá của em. Anh bình luận cho em là chốt Spark tự động 2 chỗ ngồi, độ nhiều đồ chơi lên. Giá bao nhiêu? 140 triệu bao rút hồ sơ. Cả cái Hải Dương này không ai dám bán cho anh một chiếc xe cỏ mà bớt 15 triệu. Chỉ có em Lê Hương thôi, vẫn bao rút hồ sơ cho anh. Nên là chốt trên live stream cho em đi ạ. Đã là tháng 7 rồi, tháng 7 rồi, khách cứ trả giá là em bán thôi. Con Corona Antis, anh Đỗ
Dũng ơi, em vào đợi em một chút nha, em lại chân dài quá, em lại đi băng qua đây mất rồi. Đợi em một chút nhá. Ở đây em còn có Hyundai i10 này. Hyundai i10 đời 2016 bản nhập khẩu, em này là bản đủ nhá. Với nước sơn biển 36 này, bản đủ 1.2. i10 bản đủ, sedan 2 đầu, túi khí an toàn, phanh ABS, xi nhan trên gương. Em Lê Hương đang chào bán với giá là 289 triệu, phí mở một trạm thông minh đầy đủ cho em. 289 triệu có xe i10 bản đủ này, tắt bật cảm biến đầy đủ cho em. 289 triệu trên livestream em để cho mình còn 279 triệu bao rút hồ sơ. Các bác chỉ việc chia sẻ cho em thôi ạ. Và đừng quên những lượt đăng ký kênh, những lượt thích trang anh nhé. Anh Đỗ Dũng ơi, đợi em một chút này. Bên đây thì em còn có một chiếc xe bán tải Ford Ranger. Bán tải Ford Ranger đời 2017, số tự động 1 cầu. Em này là máy dầu với nước sơn màu đen đẹp. Bán tải Ford Ranger 586 triệu. Bản này 2.2, zin đẹp toàn xe, bao test hãng toàn quốc cho mình. Bác nào thích test hãng, thích mang thợ đến đến đây, bao test hết cho mình ạ. Màn hình giải trí, túi khí an toàn, máy dầu 1 cầu, số tự động đẹp. 586 triệu cho chiếc bán tải Ford Ranger với nước sơn màu đen, cực kỳ phong cách và huyền bí luôn. Bớt 10 triệu trên livestream đến xem xe, bao rút hồ sơ, phun cho mình bình xăng về. Nhà không có gì ngoài xăng, xăng dù có đắt thì em vẫn phun bình xăng cho mình về nhé. Còn bây giờ thì em sẽ quay lại chiếc xe Corona Antique cho anh Đỗ Dũng. Không biết là anh Đỗ Dũng còn xem không. Em cứ lang thang bên ngoài lắng nhiều quá, sợ tí máy nó lại đơ mất. Nên là quay xong chiếc Corona Antique này, em sẽ đi vào bên trong nhé. Siêu phẩm Corona Antique, nồi đồng cối đá, phá không bao giờ hỏng, biển 34 Hải Dương. Động cơ trang bị 1.8, số tự động đẹp. Em Lê Hương đang chào bán chiếc xe Corona Antique này với giá là 365 triệu. 365 triệu đời 2010, đèn halogen có đèn phá xương. Xin nhan tích hợp chân gương, cam hành trình, cam lùi, màn hình giải trí có hết rồi. Bác nào quan tâm thì để lại số điện thoại, em Lê Hương sẽ tư vấn cho mình. Một dàn lốp mới Michelin mới thay nhá, phanh ABS cả 4 bánh cho em. 365 triệu chốt trên livestream cho em đi, còn 355 triệu bao rút hồ sơ cho mình. Em vẫn còn bao rút hồ sơ cho mình, nên các bác ơi chia sẻ nhiệt tình cho em nào. Em chào anh Sưởng May Long Hải, chào bác Tần Thủy Hoàn, chào bác Hoài Thu, chào bác Phạm Đình Hùng, chào bác Hiệp Văn. 100 khách hàng thân yêu ơi, mỗi khách hàng cho em Hương xin một lượt chia sẻ đi ạ. Lắng quá các bác ơi. Ở đây có bác nào thích xe Honda City Top không ạ? Bình thường một chiếc xe Honda đã yêu rồi, nhưng hôm nay em về thêm được cả Honda City Top các bác nhé. Rất là nhiều khách hàng quan tâm về chiếc xe Honda đây ạ. Elencha, anh Phước Thắng Nguyễn ơi, Elencha em có nhá. Elencha em có 2017, số tự động đẹp, 515 triệu, đợi em một chút nhá. Anh Phước ơi, đợi em một chút nha, em muốn khoe một chút là mới về được chiếc xe Honda City Top này. Honda City Top đời 2017, số tự động đẹp, động cơ trang bị là 1.6, biển 20, phong cách giám đốc xịn sò luôn. Mặt của Honda giờ nó cải tiến lên rất là nhiều. Đèn gầm này, đèn halogen này, logo Honda chính giữa này. Giá chào bán chiếc xe Honda City Top đời cao chót vót đây mới có giá là 455 triệu thôi. Xi nhan trên gương, phím mở một trạm thông minh, cam lùi, cam hành trình, màn hình giải trí, hỗ trợ gậy số thể thao trên vô lăng. 455 triệu cho siêu phẩm Honda City Top nhé. La răng thể thao, phanh ABS đầy đủ cho em. 455 triệu cho siêu phẩm Honda City Top đây ạ. Phím mở một trạm thông minh, nội thất ghế da cực kỳ đẹp luôn. Túi khí an toàn quanh xe, rất là nhiều túi khí nhá. Màn hình Android cỡ lớn rồi. 7 chỗ thì em có Captiva này, Genesis này, và em còn có cả Innova anh nhá. Em chào anh Phùng Phương này. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em ạ. Honda City Top 455 triệu. Hyundai Elantra em còn có đây này, 2017, số tự động đẹp, động cơ trang bị 2.0. Siêu phẩm Hyundai Elantra 515 triệu. Biển 99 với nước sơn màu trắng đẹp, nếu như accent là 1.4,
đi đã sướng rồi thì Hyundai Elantra còn gọi là một cái dòng xe quá là đẹp luôn. Chào em người đẹp, lâu rồi không được xem live của em, cảm ơn anh Hoàn Hoàng rất là nhiều. Anh ơi chia sẻ cho em nhé, em sẽ livestream buổi ngày hôm nay, buổi ngày mai và vài hôm tiếp theo sẽ có việc bận rồi nên là không thể livestream được. Nên là các bác ơi, hôm nay em sẽ livestream và 2-3 hôm nữa em có việc bận em nghỉ nhá. Thì các bác nào mà có vấn đề gì thì cứ alo trực tiếp em Lê Hương 0354602790, em sẽ tư vấn cho mình. Hyundai Elantra 2017 số tự động đẹp bản 2.0, có ga tay tự động cruise control này, màn hình giải trí, ghế lái chỉnh điện, số tự động đẹp, hỗ trợ trơn trượt và máy eco. Em đang bán chiếc Elantra này với giá là 515 triệu. Cửa hàng nhiều xe đẹp, giá hợp lý. Cảm ơn bác Ngọc Trâm thân yêu nhá, bác rất là xinh gái luôn. Biển 99 đây ạ. Em chào anh Phạm Tân, chào anh Sơn Phạm. Chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương nào. Em còn về thêm một dàn in Accent nữa này. Accent đợt này toàn đời cao thôi. Accent 2018 số tự động đẹp với nước sơn màu đỏ ạ. Biển 98 này. 98 là tỉnh nào nhỉ? 98 là Bắc Ninh hay Bắc Giang nhỉ? Em quên mất rồi. Biển 98 đây. Vios 2016 hoặc i12 đầu bản 2018 à. Vios thì em có 2016 số sàn bản E, xe gia đình với lớp sơn màu đen đẹp, giá chào bán là 365 triệu, anh vận tải Hoàng Trọng nhé. i10 bản đủ thì em có 2016 bản đủ 289 triệu này. Còn đây đây em còn có cả Hyundai Accent, Accent đời 2018 số tự động đẹp 485 triệu, zin đẹp toàn xe, bao tết hãng toàn quốc cho mình. Anh vận tải Trọng Hoàng ơi, để lại số điện thoại và cùng em Lê Hương xem hết buổi báo giá này, em sẽ quay cho mình nhé. Vios hay i10 thì em đều có này. Ở đây em còn có cả Vios bản G xịn biển 34 tư nhân Hải Dương, độ lên body kit rồi, số tự động đẹp mà giá chào bán chỉ có 418 triệu ạ. Xe đẹp ủng hộ em Hương đi các bác ơi, toàn xe đẹp, em cảm ơn anh Hoàn Quang rất là nhiều. Dù em Hương có nói bao nhiêu lời hay ho mỹ miều cũng không bằng một lời nói thân yêu khách hàng nhà mình. Tư vấn cho em, giới thiệu cho em là em cảm ơn rất là nhiều nhá. Em chào anh Minh Quân ạ. Ôi lắm quá. Em chào anh Thi nha, em phải cụp cái ô vào mỏi tay quá. Bên đây thì em còn có một xe siêu phẩm đây. Một xe siêu phẩm BMW 355i hay còn gọi là một chiếc xe BMW mui trần. BMW mui trần đời 2007 số tự động đẹp, động cơ trang bị 3.0. Nghe từ động cơ các bác hãi đúng không ạ? Nhưng mà em này máy turbo nên là 100 km cũng chỉ tiêu thụ hết 10 lít xăng thôi. Biển Sài Gòn chính cống nhá, xe xịn sò, đèn bi sân lông. Một em mui trần đầy đủ đồ chơi, cam lùi, cam hành trình, bản nhập Anh Quốc này. Giá chào bán là 696 triệu cho siêu phẩm mui trần đây. Em còn đang về thêm một chiếc nữa nhé. Bác nào mà có tài chính kinh tế cao hơn một chút hoặc là muốn chạy về dịch vụ cưới hỏi đấy thì em này quá là ok luôn. Ghế lái chỉnh điện nhớ 2 vị trí này, gương nhớ 3 vị trí, màn hình giải trí, túi khí an toàn, nghe gọi khẩu lệnh và hỗ trợ gẩy số thể thao trên vô lăng. Rất là nhiều xe đẹp luôn. Chào anh Phạm Quang Hải, chào anh Nguyễn Quang Văn Tuyến này. Innova thì em Hương có một dàn Innova các bác nhé. Nếu mà nói về Innova thì em Hương rất là nhiều luôn. Innova từ 2007, 2010, 2011, 2015 em đều có này. Một chiếc xe Innova được sản xuất vào năm 2007 bản G với lớp sơn màu ghi cát. Em đang chào bán chiếc xe 7 chỗ ngồi Innova này với giá là 280 triệu. 280 triệu có xe Innova đi. Đây Innova đây ạ. Có con nào Ford E 7 chỗ máy dầu? Con đấy thì em tạm hết rồi anh Phạm Đình Hùng ơi, em tạm hết con đấy rồi. Em chào anh Nguyễn Văn Thụ này. Innova đây ạ, Innova em có một dàn luôn. 2007 230 triệu, 2010 275 triệu, động cơ trang bị 2.0 biển 30F đây. 275 triệu đời 2010. Bản G các bác nhá, bản G có Innova đây. 275 triệu trong buổi báo giá ngày hôm nay. Chia sẻ cho em lên lại để em đều cho mình với giá là 265 triệu bao rút hồ sơ. Màn hình giải trí, túi khí an toàn. Và trong buổi báo giá ngày hôm nay thì em sẽ lên cho mình một siêu phẩm nữa đây. Một siêu phẩm Hyundai Accent,
nếu như Accent bản lắp ráp trong nước 2018, 2019 nó quá là cao tiền so với cái tầm tiền kinh tế mà các bác thanh niên, gia đình, vợ chồng, đôi vợ chồng trẻ mới lấy nhau chưa đủ. Thì hôm nay em về thêm một siêu phẩm đây, hot hit luôn. Kia Sorento. Kia Sorento em không có nhá, em chỉ còn có Kia Soluto thôi. Kia Soluto thì em có số tự động đời 2020 cũng chỉ trên 400 thôi nhanh nhá. Còn Sorento em tạm hết rồi. Em tạm hết rồi ạ. Ở đây thì em có Hyundai Accent này. Hyundai Accent em này là bản nhập khẩu đây. Bản nhập khẩu, số tự động đẹp, động cơ trang bị 1.4, xin nhan trên gương với nước sơn màu bạc đẹp. Và bác nào thích máy số zin, sơn zin, nội thất zin và còn kén biển về Hà Nội, nếu như thanh niên đi làm việc xa Hà Nội muốn mua một chiếc xe để về quê thì các bác ơi, đây, biển Hà Nội cho em 345 triệu cho một chiếc xe siêu phẩm Hyundai Accent nhập khẩu đây nhá. Các bác nhìn này, ghế da zin, nội thất sạch sẽ, sơn zin, máy số zin luôn. 345 triệu trong buổi báo giá ngày hôm nay. Chốt trực tiếp trên livestream, em để cho mình còn 335 triệu. Vẫn bao hồ sơ tới tay khách hàng nhà mình để các bác không phải đi lại vất vả này. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em nào. Em chào anh Đặng Văn Huy này. Hyundai Accent biển 29A, màn hình giải trí cam lùi, cam hành trình, cảm biến va chạm đầy đủ cho em rồi ạ. Bên đây thì em lại về thêm CDX nhé, CDX đời 2010 bản nhập khẩu. Số tự động bản này là bản 1.6 nhé. Em màu trắng lúc vừa kia là bản 1.8. Thì em này là bản 1.6 này. 245 triệu bản biển 24. À biển 20A này. Số tự động đẹp nhập khẩu nhé. Cam hành trình, cam lùi, màn hình giải trí, túi khí an toàn đầy đủ hết cho em rồi. Em chào anh Tự xuất khẩu lao động này. Và bên đây em còn có Kia Morning này. Kia Morning đời 2010, động cơ trang bị 1.0, số tự động đẹp, giá chào bán chỉ có 230 triệu. Đối với vợ chồng trẻ các bác đi chiếc xe Morning tự động này quá là hợp lý này. 230 triệu, sấy sưởi kính, sấy sưởi ghế, màn hình giải trí này. Đèn bi salon đầy đủ cho em, la răng hoa mai. Xin nhan tích hợp ở trên gương nhé. Màn hình giải trí đề lỗ thông minh đây ạ. Điều hòa auto tự động cho em, có 230 triệu thôi. Em cảm ơn anh Kim Nguyễn nào. Bên đây thì em còn có Accent này. Accent số tự động em đã có rồi, nhiều rồi. Accent số sàn em cũng có luôn. Accent số sàn đời 2018, giá chào bán chỉ có 416 triệu cho chiếc xe Accent số sàn của em Hương đây ạ. Phanh ABS chống bó cứng ạ. 200 mà em không chốt thì chốt con nào. 230 triệu anh nhá. Hơn 200 một chút thôi, 230 triệu chốt trên livestream còn 220. Nói chung bây giờ ô tô xe rất là dễ đi anh ạ. Vừa tiền dễ đi. Không tội gì bây giờ phải đi mua xe máy cả. Xe máy có những con SH nó lên đến cả 100 triệu. Mà lắng vẫn phải đội áo lắng mưa, vẫn phải đội áo mưa, rất là vất vả luôn. Trong khi ô tô chỉ có tầm tiền như thế hoặc hơn một chút thôi là có thể đi ô tô điều hòa mát lạnh rồi. Đến lúc có gia đình rồi mới thấy rằng ô tô nó quá là tiện lợi luôn. Phải đến lúc nào có gia đình rồi thì mới thấy rằng ô tô tiện lợi, con bé, vợ bầu. Đi xe máy tùm rúm, nó lắng, nó mưa lúc đấy mới nghĩ là quá là vất vả các anh ạ. Bên đây thì em còn có Vios này, một chiếc xe Vios với nước sơn màu trắng đẹp bản e xịn. Đời 2019 số sàn, em Lê Hương đang chào bán chiếc xe Vios này với giá là 415 triệu. 415 triệu cho chiếc xe Vios bản e, động cơ trang bị 1.5, zin đẹp toàn xe luôn. 2016 đã là form mới và là cuối 2016 đã lên form trắng rồi, máy trắng rồi. Thì 2019 tất nhiên phải là máy trắng rồi. Bên đây thì còn có hai chiếc xe Vios nữa đây. À, anh vận tải Hoàng Trọng ơi, anh để lại số điện thoại là tư vấn chiếc gì nhở? Có thể nói cho lại em không ạ? Vios thì em nhiều lắm này. Vios tiếp đây anh cùng em xem hết buổi báo giá này nhé. Vios đời 2016 số sàn, động cơ trang bị 1.5, giá chào bán là 365 triệu. Một chủ, máy zin, nước sơn màu đen đẹp. Em này là đầu 2016 lên là form mới nhưng vẫn là máy đen. Nếu như mà cuối 2016 ra là lên form mới nhưng mà máy trắng như em này là máy đen này. Nhưng mà tư nhân sử dụng 365 triệu. Trong buổi báo giá ngày hôm nay, bác nào yêu thích chiếc xe Vios 2016 này, em để cho mình còn 355 triệu bao rút hồ sơ. Nội thất ghế ga da sạch đẹp này, đầu đài nguyên bản, túi khí an toàn. Táp ly táp lô thì đẹp căng luôn. Răng tắt em. À, bác Phạm Bình ơi, em không chưa dịch được cái từ răng tắt em là như nào.
Bên đây em còn có một chiếc xe Vios nữa đây. Hiện tại bây giờ bác nào mà đang quan tâm về những dòng xe Vios thì em có rất là nhiều. Em có 15, 16 này, có 19 này, số sàn, số tự động, bản G, bản em đều có hết này. Vios màu bạc đời 2015, động cơ trang bị 1.5, số sàn. Em đang bán với giá là 350 triệu. Mặt Vios 2015 form dáng cũng rất là đẹp rồi. Biển 30A các bác nhé, quay cả biển để các bác bên YouTube. Bên YouTube các bác có thể xem được trực tiếp dễ hơn, để khi chốt xe các bác có thể chụp lại màn hình cho em này. Phanh là la răng thể thao, phanh ABS, một dàn lốp là super nhá, super cực dày dặn luôn. Em này thì lên được màn hình giải trí cỡ bé thôi, không phải siêu to khổng lồ, nhưng mà nghe nhạc giải trí vẫn là ok. 350 triệu cho chiếc xe Vios đời 2015 bản E của em Hương đấy ạ. Bản E nhá, cam hầm lùi đầy đủ cho em rồi, có cả màn hình giải trí đây. Fortuner thì em có Fortuner đời 2013. Fortuner đời 2013, số tự động đẹp. Bản này một cầu, máy xăng, em đang chào bán với giá là 450 triệu. Các bác chỉ cần cầm chìa khóa thôi, đi ra bên ngoài là xe sẽ tự động gương kính cụp vào. Cầm chìa khóa chưa cần mở cái gì, đến gần xe thôi, nó sẽ lại mở ra. Fortuner 450 triệu đời 2013 đây ạ. Động cơ trang bị 2.7 một cầu nhá, máy xăng ạ. Không phải máy dầu đâu mà là máy xăng ạ. Còn nếu như quan tâm về dòng xe Xpander đời 2020 thì em có một chiếc xe Xpander 7 chỗ ngồi số tự động. Động cơ trang bị là 1.5, máy eco, đi cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu mà không hề sợ yếu đâu. Không hề sợ bị yếu này. Biển 99 nhá, đuôi là 89, Xpander 2020, 590 triệu. Bao rút hồ sơ, bác nào mà không biết cách vào tên thì em sẽ hỗ trợ bao vào tên cho mình luôn. Trên vô lăng có rất là nhiều công nghệ nhé. Có ga tay tự động cruise control, cực kỳ nhàn nhàn chân ga khi các bác đi vào đường cao tốc này. Tổ hợp phím bấm nghe gọi khẩu lệnh trên vô lăng, hỗ trợ trơn trượt, máy eco, điều hòa mát lạnh, số tự động đẹp cho chiếc xe 7 chỗ ngồi số tự động. Một chiếc xe Xpander 2020 các bác nhé. Innova em có 2014, 2015. Tucson thì em có một dàn luôn. Bán tải thì em có cả Isuzu D-Max này. Isuzu D-Max đời 2016, đăng ký lăn bánh lần đầu là 2017. Giá chào bán của chiếc xe D-Max này với giá là 535 triệu. Nhưng trong buổi báo giá ngày hôm nay, D-Max tới tay khách hàng chỉ với giá là 525 triệu. 525, mà các bác nào thiện chí thì 515 em cũng để cho mình để các bác có xe đi lại này. Một chủ máy zin, bao test hãng toàn quốc, không đâm xô và không ngập nước, sơn zin, nội thất zin. Isuzu D-Max màn hình giải trí, cam lùi, cam hành trình đầy đủ cho em rồi, bán tải đây. Lên thùng cao rồi các bác về, không phải lên thùng nữa đâu. 535 triệu, còn 525 triệu, 15 triệu đi, 515 triệu, bớt 20 triệu đồng trên livestream cho chiếc xe Isuzu D-Max này. Chỉ chốt trên livestream thì em mới để cho mình cái giá như vậy nhá. Nên các bác ơi, chốt trên livestream cũng như là chia sẻ cho em đi ạ. Bên đây thì em còn có Tucson này. Tucson đời 2010 bản nhập khẩu, số tự động 2 cầu, máy xăng. Đời 2010 em đang bán với giá là 438 triệu. Đèn bi salon, giải đèn led, có kệ bước chân lên xuống này. Gương kính auto tự động cho em, màn hình giải trí rồi. Đề lỗ thông minh, khởi hành start top. Ghế da màu lông bò rất là sạch sẽ luôn. Ghế lái chỉnh điện. Cửa sổ trời toàn cảnh full HD, không che một tí nào luôn nhá. Đấy, điều hòa thì auto tự động cho em. 438 triệu trong buổi báo giá ngày hôm nay. Em để cho mình còn 428 triệu ạ. Em chào anh Cường Hồ, chào anh Hùng Cường, chào anh Thanh Vũ, chào anh Nương Hồ, chào anh Trần Dương Cubin này. Đừng quên những lời chia sẻ mới cho em ạ. Chia sẻ nhiệt tình cho em đi ạ, rất là nhiều xe luôn. Ở đây bác nào thích Mazda 3 không? Mazda 3 đời 2009 bản nhập đài số tự động, giá chào bán có 299 triệu thôi. Biển 15 Hải Phòng form dáng hatchback, số tự động đẹp. Lên màn hình giải trí cỡ lớn, cam 360, đèn bi salon và giải đèn led. 299 triệu là giá mà em Lê Hương đang chào tới khách hàng nhà mình. Trong buổi báo giá ngày hôm nay còn 289 triệu, vẫn bao rút hồ sơ cho mình ạ. Cờ đuôi thì em có đây. Chevrolet Cruze đời 2012 số tự động sàn. Động cơ trang bị 1.6, giá chào bán Cruze biển 34 Hải Dương.
258 triệu bao rút hồ sơ bớt luôn 10 triệu đồng trên live stream. Còn 278 triệu ạ. Vừa rồi thì em Lê Hương đã quay rất là nhiều đầu xe, từ những dòng xe CDX này. CDX giá cũng chỉ có 245 triệu thôi, đời 2009, bản nhập khẩu, số tự động, cửa lóc đầy đủ cho em. Innova em có từ 2007, 2008, 2010. CDX rất là nhiều luôn. Những bác nào quan tâm mẫu xe nào thì kết nối qua Zalo cho em. 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn rồi các bác ơi. Mồ hôi ướt hết rồi, má đỏ quá, say nắng mất rồi. Vừa rồi thì em Lê Hương đã lên sóng cũng như là báo giá rất là nhiều đầu xe đang được chào bán tại bên em Lê Hương ô tô Hải Dương. Em chào anh Trương Nguyễn này, chào bác Trần Ngà. Anh Trương Nguyễn làm gì mà giờ mới vào xem live stream của em Hương ạ? Kết nối qua Zalo cho em đi ạ, 0354602790. Em Lê Hương sẽ tư vấn trực tiếp cho mình. Hôm nay thì em xin phép được dừng buổi báo giá trực tiếp ở đây. Cảm ơn toàn thể khách hàng đã dành chút thời gian quý báu của mình để xem hết buổi báo giá trực tiếp của em Lê Hương ô tô Hải Dương ạ. Vào 11:30 các ngày trong tuần thì em sẽ có buổi báo giá trực tiếp trên fanpage Lê Hương ô tô Hải Dương của em ạ. Cảm ơn tất cả khách hàng đã quan tâm và ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Bây giờ thì em xin phép được dừng buổi báo giá ở đây. Bác nào mà để lại số điện thoại thì bây giờ em sẽ xuống tư vấn trực tiếp cho mình luôn. Còn bác nào chưa đăng ký kênh thì có thể cho em Hương xin những lượt đăng ký kênh mới này, những lượt thích trang, những lượt chia sẻ nhé, để em Lê Hương có thể bán tới tay khách hàng nhà mình những dòng xe giá rẻ này. Sẽ bao rút hồ sơ cũng như là bớt luôn 10 triệu đồng trên livestream nếu như các bác bảo là anh xem trên livestream của em nhé. Em chào bác Trần Ngà, chào bác Lan Vũ. Địa chỉ bên em với địa chỉ duy nhất là 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương, mặt đường 62m ạ. Bác nào đến Hải Dương thì em nằm ở ngay chân cầu Lộ Cương thôi, cạnh trường Đại học Hải Dương ạ. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại. Chúc khách hàng nhà mình có một ngày làm việc hiệu quả, một buổi trưa ấm áp bên gia đình. Em chào anh Phong Nguyễn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.